Hiện nay món ăn theo phong cách Tây đang tràn ngập Sài Gòn. Với sự giao thoa văn hóa sẽ làm cho thực khách ngày một xích lại gần hơn. Ăn gì hôm nay và địa điểm ăn uống chấm cơm, xin giới thiệu đến quý vị khán giả một quán ăn Tây nhưng giá Việt Nam. Dù nằm đầu con đường Sầm Uất và Xanh, quận nhất, Vesta có một không gian khá yên bình, thoáng, sang trọng theo phong cách Tây, với muỗng, đĩa và dao. Vesta làm thực khách thấy ấm cúng ngay từ bước chân đầu tiên tới quán. Nói là món Tây giá rẻ, phải chăng chỉ là những món thông thường như salad, mì Ý hay bánh mì chiên tỏi? Phải xem thật kỹ cuốn thực đơn của quán này mới được. Rồi, sơ sơ cũng hàng chục món ấy chứ, giá cả thì không cao chút nào. Thực khách khi đến đây có nhiều sự lựa chọn như sườn cừu, bistec hay là cá hồi, nhưng mà món mà ngon nhất thì là món cá hồi áp chảo sốt chanh dây. Có lẽ bí quyết nấu món Tây, cụ thể là các món Âu ngon, ngoài khả năng của người đầu bếp thì nguyên vật liệu chế biến món đó phải đúng. Từ bơ, phô mai, thịt xông khói đến các loại lá gia vị đặc trưng. Hơn nữa, hai loại gia vị được dùng chính cho món Tây là muối và tiêu. Tuyệt đối không bao giờ dùng bột ngọt cho món ăn Tây. Giá cả so với mặt bằng chung thì nhà hàng mình phục vụ giá cả khá là rẻ. Tại vì nhà hàng chú trọng mang lại những món ăn ngon và rẻ chứ không chú trọng nhiều vào lợi nhuận. Ăn uống ngon không chỉ là do món ăn mà tâm lý thực khách thoải mái khi thưởng thức món ăn cũng khá quan trọng. Và những thực khách đến đây chắc có lẽ đã rất thoải mái khi nhìn vào cuốn thực đơn và giá của những món ăn đó và yên tâm gọi món. Sau đó sẽ một chút hồi hộp chờ kết quả của món mình gọi. Thấy thực khách ăn hào hứng như thế này, tôi nghĩ không cần phải thử món ăn ở đây. Và tôi chắc chắn một điều rằng món ăn Tây ở đây rất là ngon.